Hello tất cả các bác. Rất là vui mừng ngày hôm nay thì anh Phương này được lên sóng và giới thiệu với tất cả các bác về một bộ dàn karaoke phải nói rằng siêu siêu chất luôn các bác này. Các bác nhìn trước mắt các bác với những bộ dàn máy cực kỳ hợp lý về giá thành cũng như đẳng cấp về cái hình thức thiết kế và sang trọng và chất lượng. Các bác nhìn đây, chúng ta đang có một đôi loa JBL đời X, đó là dòng 4725X với cấu hình một bát 40 đẹp như mới luôn, bát ba khoang xuất sắc, không điểm trừ các bác nhá. Chép kèn titan được bao zin toàn bộ. Các bác nhìn cái thùng loa con ánh kim này, đấy, mướt mượt luôn. Một bộ dàn máy karaoke cực kỳ đẹp và giá thành bây giờ siêu tốt. Một đôi loa như thế này giá thành của nó chỉ đâu đó khoảng độ trên 30 triệu là chúng ta đã có một đôi loa 4725X rất đẹp. Đẹp không chịu được chứ đừng nói là chịu được. Sờ lằng nhằng mà sờ nhanh, sờ mạnh là đứt tay luôn các bạn. Sản xuất nắp ráp tại Mỹ. Đôi khi là bán hàng thì quảng cáo cho vui. Chứ còn thực ra là các bác cũng thừa biết loa đẹp, loa chất đúng không? Nhiều khi nổ quá, vui quá này đâm ra nhiều bác là mắng. Giống như kiểu ông chú nhà em mà khi mà xin rằm tháng 7 cứ đồng sấp đồng ngửa đấy. Xin 10 lần không được. Cứ 1-2 đồng ngửa trong này, 2 đồng sấp. Ông bảo là các cụ mắng. Em chả biết các cụ mắng ông nào. Ok, hàng đã được bao zin và dán chuẩn chỉ. Đây là các bác này. Trời ơi, mê mẩn đẹp xuất sắc luôn à. Đôi này đời X ấy, đời X thì nó có một đặc điểm là tiếng rất sắc và rất căng. Tiếng nó tròn và nó căng, nó áp lực. Phải nói rằng là nó gọi là cái chép nó vả, nó phỉ rất là hay các bạn. Không chịu được. Đây các bác thấy không? Mic để đây nhá. Mic để đây nhưng mà set mic nó rất là hit mic. Đấy, để đây nhưng mà nói chuyện nó vẫn vào cả loa luôn. Đấy. Một con Super 518S nữa. Con này bây giờ giá thành rất hợp lý các bác. Trên chục triệu một xíu là có một con này. Thùng vỏ đẹp xuất sắc. Không điểm trừ. Không có điểm trừ các bác nhá. Một con súp 518S. Con này đi đồng bộ với JB nó rất là đẹp. Một dàn máy gồm con đẩy 8004. Con này thì đánh với loa thoải mái các bác nhá. Đánh với bất kỳ dòng loa Mỹ nào đều khai thác rất tốt. Trên thị trường hiện nay thì rất nhiều anh em bán những con đẩy nó không có tên. Nó không có tên có nghĩa là gì? Con đẩy đấy trên thị trường nó không có hãng nào bảo vệ cả. Tất cả đều là vẽ tên theo một cái tên của cửa hàng. Một cái tên nó nằng ngoằng như kiểu bác sĩ viết các cái thuốc ấy. Nó không rõ để nhưng mà cho dân mình không đọc được. Chứ còn nếu nói thật sự mà cứ viết rõ chữ, rõ tên đi thuốc thì ai mà chả khám bệnh, ai chả mua thuốc được. Cho nên là thuốc đấy chỉ có bác sĩ dịch được với nhau thôi. Đấy là một đặc trưng của thầy thuốc. Cũng như là vang, cũng như là các cái thiết bị này nó phải có tên của hãng. Một con vang số JDV5, con này rất hay. Con này phần mềm với lại cái công nghệ của nó rất hiện đại. Sử dụng chip Mỹ. Thiết kế cực kỳ đẹp mắt, toàn bộ núm này là núm nhôm phay này. Đấy. Hôm qua em có định ghép một con vang khác nhưng mà một bác khách hàng đến đây nhìn con vang này và nghe chất con vang này. Chốt luôn con V5 này bởi vì là bác bảo là cái hàng xịn nó hiện ra mặt toàn bộ nút này bằng nhôm phai hết. Đấy, trông nó sáng và nó đẹp. Một con quản lý nguồn JD đời cao nữa. Các bác nhìn đồng bộ của JD nó rất là đẹp mắt nhá. Một bộ mic BE790. Bộ mic thì em nghĩ rằng là với cái tầm giá khoảng độ trên 3 triệu thì khó có nào ăn được cái bộ mic này. Nếu mà tầm giá này thì phải con mic tầm khoảng độ 6-7 triệu đổ lên hàng mới mới ăn được con mic này. Rất dễ hát, rất dễ ghép và tiếng rất chuẩn, độ bền cực kỳ cao. Một dàn máy như thế này vừa rồi em cộng nó mức giá của nó là hơn 70 triệu một xíu. Là chúng ta có một bộ karaoke như thế này. Nó khoảng độ 71 triệu mấy, có cả chân loa, cả pin sạc luôn. Bây giờ mời các bác cái test thử dàn máy này nhá. Con vang số này khi mà anh Phương cài đặt thì thợ kỹ thuật nó sẽ đo đạc này, đúng không gian này. Bộ này đang được lắp cho bác Thu ở bên gọi là Thiên Đường Bảo Sơn. Bác đang hoàn thiện một ngôi nhà rơi vào khoảng hơn 5-6 tỏi gì đấy. Đấy, bác bảo là chỉ khoảng độ 3-4-5 hôm nữa là hoàn thiện. Thì lúc đấy sẽ mang lên lắp cho bác. Còn những cái bộ như thế này nhà em vẫn còn. Bác nào thích cái bộ như này nhà em còn để lắp cho các bác nha các bác nha. Đấy. Một bộ như này với giá trị của nó hơn 70 triệu một xíu. Bây giờ mời các bác nghe thử này, anh Phương đã setup gọi là tương đối. Khoảng độ được 70-80% rồi. Còn đâu thì để dành về nhà setup lốt. Tiếng này các bác nghe kỹ nha. Nếu bác nào nghe iPhone thì nghe iPhone.
định 290. Tiếng mic của nó thì nó sắc nét và đặc biệt là tiếng xì 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 không bú nhưng mà tiếng xì vẫn lên rất hay. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà làng, hương nồng hoa tình ái đậm đà tôi ngỡ gọi tên. Nhà làng cách thân bên, gian hoa xứ dành vườn, nhìn sang trộm những thương thâm, mưa ngày mai nữa đôi. Hôm qua mẹ bảo đại khách họ hàng cô bác đều khen, nhớ nàng hãy giúp tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn xinh như vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Những đêm chớ sầu em bước qua cầu, cuộc tình ta kéo bế dâu. Biến chăng ngày sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ mẹ bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tim thở than. Nhà nàng ơi nhà tôi, tình thần thiên vô vàng, bác để ý thấy là tiếng mic nó xì rất là hay, đặc biệt là những cái nốt trầm chúng ta có thể thả nó rất xuống rất sâu. Các bác để ý hai cái điểm này sẽ đáp mang số làm sao để có được tiếng xì dài cao rất tốt nhưng mà không bị hú, còn dài trầm xuống rất là sâu nhưng lại không bị ủ. Đấy là cái đặc điểm mà chúng ta cần hướng tới. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ nhà nàng, ướp trà thơm đại khách họ hàng cô bác đều khen, nhờ nàng hãy giúp tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn xinh như vàng, chắc nàng yêu tình tôi. Thật là những cái loa xịn như thế này nên bộ nó sướng lắm, nghe nó nét và nó sắc, kết hợp được với súp nữa, chúng ta thấy rằng một bộ dàn máy xứng đáng với cái tầm tiền hơn 70 tỷ. Bác nào có nhu cầu đầu tư những bộ dàn máy karaoke siêu chất, kỹ thuật setup chuẩn chỉ, hãy liên lạc với anh Phương với số máy 0971998555. Không hối hận, không bao giờ phải suy nghĩ, chơi là phải đẳng cấp, chơi là phải chuẩn chỉ. Cứ đến với anh Phương sẽ phục vụ các bác chu đáo luôn các bác nhá. Xin trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.